Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì bên mình sẽ cứu một bé cún Phú Quốc bị liệt hai chân sau và tình trạng là đang bị mất hoàn toàn cái cảm giác ở hai chân sau luôn nha mọi người ơi. Đó, mọi người nhìn xem hai cái chân sau này. Hai chân sau nó cứng đơ, nó thẳng đuột và hoàn toàn là mất hết cảm giác với hai chân sau này. Mọi người coi mình kéo xích đó thấy không, và không có cách nào mà đứng dậy được tại vì hai chân sau nó cứng luôn, cứng đơ luôn đó. Và nhóc này được các bác sĩ trên mạng kêu là không không có chịu được và chỉ có thể là bị liệt thôi. Vậy nên là chủ quyết định bỏ và đi bán thịt mọi người ha. Nên là có một cái anh nghe tin nên là anh mới mua về, anh mua về xong anh đem thẳng qua bên mình để chữa trị luôn mọi người. Có nghĩa là cứu với tình thương á, chứ một con cún khỏe mạnh mà đi bán thịt nhìn nó rất là tội luôn. Và chủ cũ á không những là đem bán thịt mà còn ở nhà tự mua thuốc giãn cơ giãn đồ gì đó trên người á mọi người, thành ra cho uống luôn nè, thành ra mới để nặng như vậy nè. Đó, bây giờ rất là nặng luôn rồi xong đem đi bán thịt. Và cái anh khách á, ảnh tình cờ anh đi ngang qua, ảnh mới biết tình trạng nên là ảnh mua lại với giá của một chú chó bán thịt và đem qua bên mình để chữa trị ha. Và bây giờ bắt đầu là mình kiểm tra này mọi người ơi, mình đang xách lên để mình kiểm tra mọi người xem nè. Đó, hoàn toàn nha, hoàn toàn không đứng được và mất hết cái cảm giác ở hai chân sau này. Mọi người sẽ coi mình này, đó thấy không, gần như là không không có thể nào mà đứng vững hoặc là trụ được hết. Họ đứng được đây là hoàn toàn là do mình đang cầm cái da á, để mình nó cái khớp chân này, đó chân này nó cứng đơ luôn này, mất cảm giác này, mất hết hoàn toàn luôn. Và mình đang phải dùng cái tay trái để mình vịn nó đó, không còn một cảm xúc gì luôn, không biết cảm xúc gì luôn. Bây giờ mình mà thả ra một cái là ngã liền luôn á đó. Đó đó mọi người xem đó, thấy chưa mọi người hả, rất là tội luôn nha. Bây giờ mình chỉ cần là mình thả là ngã thôi, mình thả là siêu vẹo như người mẫu và ngã xuống luôn. Thực chất thì cái bệnh này cũng không có nặng đâu nha mọi người. Đó, tất cả là do để lâu này, xài thuốc tầm bậy này, không hiểu rõ vấn đề này. Và thực chất nói thẳng ra là cũng tiết kiệm đó mọi người. Đó, tại vì sợ mà, sợ tốn tiền mà. Rồi bây giờ là mình về cái bệnh này nè, là bắt buộc phải tập vật lý trị liệu nha mọi người. Cho hoàn toàn là không có truyền dịch ha. Không cần phải truyền dịch như tất cả các bệnh đường ruột hoặc là mất sức nha. Mình chỉ truyền dịch khi mà ví dụ bỏ ăn bỏ uống 4 5 hôm rồi nó quá nặng đi á. Còn đây thì vẫn ăn được bình thường, chỉ có liệt và co cứng thôi, co cứng hai cái chân sau thôi. Và mình phải tập lấy trị liệu nha, mọi người có thể làm như mình ha. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái khăn này để mình buộc qua hai bên và mình treo lên cái xe á. Thứ nhất á, quá trình này sẽ làm cho hai cái chân sau á nó được đứng lên và có cảm giác lại mọi người ha. Bắt đầu mình sẽ cột lại này. Và trên người mình cũng vậy nha mọi người. Có nghĩa là nếu mà bị liệt hoặc là bị chân yếu á là cũng phải tập vật lý trị liệu ha. Đó, bây giờ mình cột lên mà hai cái chân sau vẫn co cứng nè, hoàn toàn là không có cảm giác ở hai chân sau nữa. Có nghĩa là quá trình này nó rất là nặng luôn đó, và cái mông nó bị méo quá luôn, nặng đấy mọi người ơi, không phải là đơn giản đâu nha. Và bây giờ thì mình đã cột xong, bây giờ mọi người xem nè, đấy đấy, nhưng mà em nó vẫn đang phải dùng hai cái chân trước để gồng á, bởi vì hai cái chân sau hôm giờ liệt mà cứ ở nhà nằm im một chỗ rồi làm sao mà bớt được. Đấy, còn đây là cái ven của nó này mọi người, ven rất là khỏe luôn không. Mình thường mình kiểm tra ven để mình biết cái tình trạng sức khỏe của một chú cún là sao á. Ven khỏe to mạnh đập thì sức khỏe nó rất là tốt. Và bây giờ đó mình phải đẩy xe để mình tập này. Chân sau hoàn toàn mất cảm giác rồi nên là hai chân trước nó không trụ được, nên là lúc nào nó cũng vô về sau rồi nó ngã ra sau liền. À, trời ơi, bật luôn cái khăn luôn mọi người thấy không. Đó, bây giờ mình để mình nghiên cứu để mình cột lại đã. Rồi ok mọi người ơi, bây giờ là đảm bảo khỏi tuột dây khỏi tuột đồ luôn, mình cột cực kỳ chắc chắn luôn rồi đó. Hai chân sau cũng được nâng lên rõ rệt luôn, bây giờ cái mối mình cột rất là chắc rồi đó. Bây giờ em nó sẽ được tập bốn nó cái vật lý trị liệu là có bốn bánh ở dưới nha mọi người. Đó, cái bánh xe có thể chạy này, hai chân trước chỉ việc chạy là cái bánh xe nó chạy theo rồi. Đó, nó rất là tiện lợi và cũng nhờ nhờ cái bộ vật lý trị liệu này mà mình thật sự là mình đã chữa cứu rất là nhiều bé cún bị liệt rồi nha mọi người ha. Đấy, nên là mọi người ở nhà mà nó có bé cún bị liệt mọi người cứ làm theo mình đi ha.
là vừa được tập là khỏe liền. Xong vừa tập nè, rồi xong xíu nữa là mình phải vô thuốc chống dị ứng nè đó, và thuốc bổ này, thuốc canxi này, để cho cái quá trình hồi phục nó nhanh nữa mọi người ơi. Đấy, còn ví dụ có sưng thì mình mới vô thuốc giảm sưng, nhưng mà hiện tại thì còn quá ok. Đấy, đây là quá trình chuẩn bị của mình này. Đó, bây giờ mình treo là cứ 1 tiếng mình sẽ treo, và sau đó là 2 tiếng mình cho nghỉ, và mình sẽ làm đều đặn rồi cứu em nó nha mọi người ha. Mình sẽ làm đều đặn liên tục như vậy trong vài ngày, và mọi người cùng đón xem kết quả nha. Và mình sẽ không phụ lòng của cái anh khách mà đã mang tới bên mình nhờ chữa trị ha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì đây là cái bé Phước hôm bữa này bị bệnh cực kỳ nặng luôn, hai chân sâu bị co cứng và bị liệt vào bụng. Chủ này hoặc các bác sĩ mạng nói là không chữa được nha mọi người. Thì sau khi nỗ lực của team mình trong vòng 4 ngày nha, thì mọi người coi kết quả của em nó nè. À, đây mọi người cùng rồi. Đấy, đây mọi người xem kết quả nè. À, đây con đó, chân sâu bắt đầu có cảm giác rồi mọi người. Đây đây đây. Đấy, cái bữa đầu tiên là chân sâu hoàn toàn mất cảm giác luôn mọi người ha. Đây, yên xe yên xe yên xe đó. Đấy, ai lấy cái bút rồi. Thôi ra đây này, quên cầm sợi xích để dắt đây. Đây 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 đó, mọi người thấy không đó, chân sau là có cảm giác là đi lại được đó, một quá trình nỗ lực luôn mọi người. Đây, thanh niên được chẩn đoán là bị liệt chúng tôi rồi đó. Đấy, rồi để bây giờ lấy sợi xích kéo đi ha, rồi xíu nha. Thôi dắt đi vào đây, đi xuống núi rừng. Okay. À, đây à, mọi người thấy đi giỏi không, chân sau bắt đầu có cảm giác rồi đó, nó hơi đờ một chút thôi, tại vì mới có 3 ngày mà mọi người. Chắc đây luôn chịu khó một chút, thì phải tập đây cho nó chân nó khỏe lại. Bây giờ mà cơ từ đây hơi khó mọi người, tại vì nó lười lắm, rồi đau mà chân đau như con người mình cũng vậy á, chân đau là cũng lười lắm ha. Đó, mọi người thấy không, nếu mà mình không có xe này để hỗ trợ trong cái việc điều trị hai chân sau thì chắc chắn là bị liệt rồi đó. Chủ bỏ bê mua thuốc tự luôn, tự làm luôn, tự ái các kiểu luôn, rồi để ra nên nổi đó. Giờ một quá trình mà nỗ lực học này là vô thuốc 2 lần mọi người ơi, kêu xe đó. Cứ 1 tiếng xong giờ này là mình sẽ cho nghỉ 1 tiếng, rồi lại 1 tiếng cho đứng, rồi mình phải ra ngoài mình dắt mình ép đi á, thì chân sau bắt đầu mới có cảm giác lại. Đây là khung cảnh đó mình sống mọi người, khá là yên bình ha. Cứ mệt mỏi là mình đi ra mình ngắm cảnh thôi, rồi còn lại là tâm thức để mình cứu mấy đứa nhỏ này mọi người ha. Đấy, phải ép buộc vậy thôi mọi người thì chân sau nó mới hoạt động lại được. Mọi người cứ xem lại lúc đầu video á, cái chân sau nó cứng kinh khủng luôn, nó không cục cửa và cái phần nửa phần dưới á nó mất cảm giác. Nên mọi người nhớ nha, khi nào mà vật cưng nhà mình mà có triệu chứng ví dụ như là muốn liệt nè, đau chân đi cà nhắc ấy, thì mọi người cứ bổ sung canxi ngay từ đầu nha, rồi trọng thêm là phơi nắng nè. Còn trường hợp mà bị liệt á, mày làm cái xe như mình đó, tập vật lý trị liệu như người thôi, người mình bị liệt thì cũng phải vật lý trị liệu ha. Đó, giờ mình đang dắt em nó đi chơi với mấy con bò nè, không biết lại gần rồi có hiếu chiến không, như mấy Phú Quốc khác không, hay là trong đuôi chạy mất. Nào, nhắc lại giao chiến thôi. Ai biết đâu giao chiến là khỏe lên, ngay chân sau lại hừng hừng khí thế luôn. Rồi, dắt dắt lại gần rồi thả thử. Tự như thế nào? Gư gồng rồi thả luôn, rồi. Dạ. Đó. Ái liền mọi người, chắc chắn liền. Đó. Rồi. Rồi. Sợ mọi người ơi. Đó, nơi mình sống nè mọi người, bên cạnh khá là đẹp ha.
Sợ rồi. Sợ không bỏ. Rồi nha mọi người ha, đây là mình quay cái quá trình là mình đã cứu một em mà từ được khá là nhiều người kêu là bị liệt, không chịu khỏi được này. Bây giờ hoàn toàn là ok rồi đó. Rồi, mình vừa dắt em nó đi dạo với ông tập luyện chân sau xong mọi người ơi. Được như vậy là một cái sự cố gắng nỗ lực của em nó đó mọi người. Phải cố gắng kiên trì lắm á, tại vì cái chân sau mất hoàn toàn cảm giác rồi mà. Cảm ơn mọi người đã xem tới cuối video nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình để xem nhiều video hay hơn ha. Cảm ơn mọi người. Đó. Còn đây là thành viên trong nhóm mình, đẹp trai mọi người ha. Rồi chào mọi người nha.